Rồi anh Toàn ơi, mình giới thiệu cho anh em biết địa chỉ đây đâu luôn ha anh Toàn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình có một cái vườn mai gốc nha các bạn. Địa chỉ thì mình ở ngay chỗ cầu Sáng Lớn. Các bạn mua cây thì biết ngay cầu Sáng Lớn, cứ ở lại ngay cầu Sáng Lớn mình coi coi cây nha. Rồi, vô luôn như gốc anh. Cái vườn này mình có số lượng cũng ít các bạn ơi, khoảng 1000 mấy cây thôi. 1000 mấy cây. Đúng rồi, cũng khoảng được rồi, mình trồng được 5 năm rồi. Rồi mình giao lưu cách thức sao sao mình nói cho anh em luôn anh Toàn. Hôm nay thì mình bán solo luôn các bạn ơi. Solo. Hoành cũng khoảng gần 18, 19 đều nha, cái đó mình giao lưu solo luôn. À, giá nhiêu anh? 100.000 cây thôi. Bao ship toàn quốc hay sao anh? Quý vị mà lấy nhiều nhiều thì em bao ship quý vị luôn. Rồi. Rồi trung bình là hoành nó là chuẩn, nó cao nhất là nó lớn nhất là khoảng nhiêu anh? 30 mấy không? Lớn nhất là tầm khoảng 20 mấy là có. Rồi. Mà dao động khoảng chừng 18, 20 là nhiều. Rồi. Giờ bắt đầu mình vô mình quay chi tiết cho anh em tham khảo nha. Cái này là tính là cây mai gì anh? Cái này là mai giảo. Mai giảo mà mình tính nó là sao? Tính phôi luôn hay sao? Mình tính phôi thôi. Tính giá phôi không ha cho nè. Rồi đây nè, mình sẽ quay cho anh em một vòng qua nha. Đây những cái cây này khá là lớn nè. Này về mình thích hợp ghép lại hay sao anh Toàn? Đúng rồi, thích hợp mình ghép vô là đẹp luôn. 100.000 một cây, 100.000 một cây nha anh em. Trung bình chiều cao mấy cây này là khoảng nhiêu cây anh? Trung bình nó cũng cỡ 1m4. 1m4. Đây hoành cũng khá là lớn ha, hoành cũng bự quá vậy, hoành cái này cũng có 20 mấy. Rồi mình đo thứ anh anh không, nói chung là mình áo vô là dư khúc quá vậy. Rồi hai mấy hoành, hai mấy hoành. Đúng rồi, cây nào cũng vậy hết á anh, đa số là cỡ 20 hoành là nhiều á. Rồi rồi mình tiến sâu vô mình quay cho anh em tham khảo hết một vòng nha, hơn 1000 gốc nha anh em. Có những cây nó rất là lớn nha, đặc biệt cái cây bên đây nó lớn nha anh em. Đây như cây này khá là lớn, cây này khoảng 25 trở lên nha anh em. Cây khá lớn. Đây nè nè. Gốc này khá là lớn nha. Đây. Rồi để tay thử anh Toàn. Được có nửa cây các bạn ơi. Đây anh em, cây này khá là lớn nha. Thì nói chung cây nào cũng vậy nha anh em, tàn tán hay nó ra gì nè. Tất cả đều giảo hết nha anh em. Giá giao lưu chỉ 100.000 một cây anh em, nhắc lại với anh em là chỉ 100.000 một cây, 100.000 cây. Hỗ trợ bao ship cho anh em. Mua bao nhiêu gốc với ship anh Toàn? Mua khoảng 100 gốc mình hỗ trợ có thể là ship 100 cây km. Rồi, đây nè anh em, gốc này cũng vậy nha anh em. Cây này hoành phải 25 trở lên nha anh em. Hoành 25, giá chỉ có 100.000 một cây thôi. Đây anh em, về dưỡng lại anh em ơi. Đây còn cái tàn tán ở đây. Trung bình cái tàn này chắc nó khoảng 9 tấc đến 1 mét không anh? Dung là cái này nó cũng có tàn mà mình chỉ bán phôi thôi nha. Mình tính phôi thôi. Tính phôi thôi. Còn tàn như thế nào mình không quan tâm tới. Rồi. Tùy theo các bạn muốn xử lý cây như thế nào. Chỉ có 100.000 gốc nha anh em. Hơn 1.000 gốc lận. Anh em mà nhanh tay rồi mình liên hệ mình chốt nha anh em. Rất là nhiều nha anh em. Tất cả đều là hoành trên 20 hết anh em ơi. Có những cây thì nó như thế này nè, có solo hết, anh em nào thích thì mình liên hệ để gáy anh em ơi, cho chuẩn anh em. Đây nguyên một hàng anh em. Nguyên một hàng nè, mình quay xa cho anh em hết luôn nha. Toàn bộ có cây nó khá là cao anh em, có những cây tàn thông cũng rất là đẹp nha, mà không tính tàn chỉ tính phôi thôi. Anh em nào mình quan tâm thì mình liên hệ trực tiếp với anh Toàn đi để mình giao lưu nha anh em. Rồi tiếp theo anh em, cây này là cũng 100.000 luôn nha anh em, cây rất là lớn nha. Đây. Cây hoành chắc có 3 mấy luôn anh em ơi. Đúng rồi, cây có 3 mấy hoành. 30 mấy hoành nha anh em. Rồi quay cận hết cho anh em một vòng qua nha. Có những cây cũng nhỏ nghe anh em chứ không phải điều nha. Có cây này cũng cỡ 17, 18 hoành thôi nghe anh em. Lọt sọt trong đó vẫn có luôn. Dạ, số lượng mà dưới 20 hoành là khoảng nhiều trăm anh? Dưới 20 hoành chắc cũng cỡ chừng 30% thôi. 30%, 70% là trên 20 hoành hết nha anh em. Rồi, đây mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu là nó dưới 20 hoành nha. Cái này chắc cỡ 18 hoành ăn lên anh em ơi. Đây nguyên cái cây tàn dù này anh em, rất là đẹp nha anh em. Cái này mình cho lựa không anh Toàn? Lựa thì cái giá nhỉnh hơn xíu cho lựa chứ. Nhưng mà nó cũng không chơi lệch nhau mấy em, nhưng mà vẫn ưu tiên cho anh em lựa thôi mấy. Rồi mà anh em muốn mua số lượng chừng 400-500 cây hay 1000 cây thì mình thỏa thuận giá lại á. Ồ, cây này mình tạo lại cái tàn dù mình chơi nhẹ nha anh em, có 100.000 một gốc thôi nha anh em. 100.000 một gốc nha. Mai giảo nha anh em. Giảo ghiên hả anh Toàn? Đúng rồi, giảo. Giảo Thủ Đức. Giảo Thủ Đức ghiên. Rồi, 82 cánh nha anh em. Rồi. Đây nè anh em, cây này không tì vết nha anh em, khá là đẹp nha. Đây, rất là nhiều nha anh em, nói chung thì có những cây nó như thế này anh em ơi. Đây, những cây này là nó rơi hoành khoảng 15, 14 anh em. Thì nó chiều cao vậy nè, chỉ cần mình về là mình mua solo, mình về mình tiễn lên anh em. Vẫn có cái để mình chơi được anh em ơi, chỉ có 100.000 gốc thôi. Ở đây là anh em nào mà mình có bên nhu cầu mà tranh thì anh Toàn cũng có thể giao lưu với anh em luôn nha. Rồi quay xa cho anh em một vòng qua nha. Rất là nhiều anh em ơi. Cực kỳ nhiều luôn nha anh em.
Cái này là tổng cộng đó là hết luôn là bao nhiêu năm tuổi anh Toàn? Hơn 5 năm tuổi rồi. Hơn 5 năm tuổi anh. Cây già cây của gì mua về mà ghép là đúng luôn quá gì ơi. Đây, anh em thích tàn lớn thì có cây này anh em. Cây này hoành cỡ mười mấy ăn lên nha anh em. Cỡ 13, 14 ăn lên nha anh em. Cỡ 17 á. 17 hoành. Rồi đây nè, gạo cho anh em một vòng qua hết luôn. Tổng cộng là hơn 1000 gốc anh Toàn. Hơn 1000 gốc. Hơn 1000 gốc cho anh em. Có những cây nó khá là trội ngoài đây nè. Số lượng cũng có hạn anh em ơi. Ừ. Số lượng có hạn. Đây. Rồi quay hết cho anh em cả ốc vòng để anh em xem cho nó kỹ. Cái vườn khi mà anh em xuống tới nơi thì giá tầm khoảng 100.000 với cây này chơi rất là ok anh em ơi. Đế đấm đầy đủ anh em. Đây. Tại mùa dịch có khó khăn á, anh em nào mà có tin tưởng có chốt cây là mình cứ cọc tiền em giao cây đúng như y chang như là em nói trên clip nha anh em. Rồi. Dao động cỡ 18 20 là nhiều. Rồi. Có cây hai mấy hoành. Có những cây nó khá là cao anh em, có những cây này anh em có thể thấy xa nè. Số lượng nhiều quá mình không thể mình quay hết cho anh em được. Cũng khá là cao, những cây tàn thông rất là đẹp. Đa số những cái cây anh em thấy nè. Đây. Cây hoành khoảng 25 á anh em, 25 ăn lên. Đây ngẫu nhiên cho anh em thôi. Đây. Ở chính xác ở đây là địa chỉ mình ở đâu hả anh Toàn? À, cầu Sáng Lớn, Bến Lức Long An. Cầu Sáng Lớn, Bến Lức Long An hả anh? Đúng rồi. Rồi mình nói lại với anh em là cách thức giao dịch luôn anh Toàn ơi. À, hôm nay mình có một cái vườn mai là mình tính mai phôi các bạn. Dạ. Mình bán solo hết là giá là 100.000 một cây. Rồi. Nếu quý vị mua 100 cây thì em có thể là bao ship quý vị 100 km. Rồi. Quý vị mà muốn mua số lượng nhiều hơn thì mình có thể thỏa thuận giá cả lại. Rồi. Rồi là mình solo nha anh em, nhắc lại solo với anh em hết nha. Rồi mình hỗ trợ ship cho anh em bao nhiêu gốc anh? 100 gốc là mình bao ship 100 cây. Rồi thí dụ em mua chừng 50 gốc thì mình có hỗ trợ ship không anh? 50 gốc với mình lại tại vườn mình trở về thì gần mình dạ. Trở về luôn dễ nhất. Rồi thí dụ như giờ em ở xa quá em không có điều kiện đến vườn nhưng mà em muốn mua chừng 50 gốc anh em chịu tiền ship, anh có ship cho em được không anh? Cũng hỗ trợ cho anh em luôn. Đó, vậy là rất là dễ chơi anh em, có nhiều anh em điện hỏi mình là nhiều khi chủ vườn mua 50 gốc á, cái anh em mới nói là chủ vườn không ship, thật ra thí dụ mình có nhu cầu mình mua thì mình chịu tiền ship anh em. Những cây bay nè anh em. Dáng siêu nè. Rất là đẹp anh em. Và cái da nó mịn lắm anh em, nhìn nó đã lắm. Tàn tán đây. 100.000 một cây thì anh em đem về em chơi đâu có cái gì đâu mắc anh em. Cái này đế nó cũng ngộ ngộ nè. Solo hết nha. Đây có cái cây này nó lòi đế lên nè anh em. Cây này hoành chắc cũng cỡ 18 không anh? Cây này hoành cỡ 18. Đây anh em. Tàn tán đầy đủ hết. Rồi anh em thích thiện chí mình liên hệ với anh Toàn đi, qua số điện thoại phần tiêu đề. Anh Toàn ơi, mình cho anh em cái lời nói cuối cùng luôn anh. Dẫn ngủ với anh em đi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nha. Mình nếu mà có hợp nhãn thì cứ liên hệ với mình, còn giá cả nó mua số lượng càng nhiều mình có thể thương lượng giá lại nha các bạn. Thương lượng giá lại cho anh em. Đúng rồi. Giá nhắc lại cho anh em là chỉ 100.000 nha anh em, số lượng có hạn nha. Số lượng này có hạn nha anh em.